Mời quý vị theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi. Thưa quý vị, khu vực tỉnh Quảng Ngãi đã có nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng. Nhiệt độ đo được lúc 13 giờ ngày hôm nay tại Ba Tơ là 35,4 độ C, tại thành phố Quảng Ngãi là 37,5 độ C, độ ẩm thấp nhất từ 45 đến 55%. Từ ngày 1 đến ngày 2 tháng 7, khu vực tỉnh có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 36 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm thấp nhất từ 45 đến 55%. Từ ngày 3 đến ngày 4 tháng 7, nắng nóng trên khu vực có xu hướng giảm dần với nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 35 đến 37 độ C. Từ ngày 5 tháng 7, nắng nóng có khả năng chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi với nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 34 đến 36 độ C. Sau đây là thông tin cụ thể một số nơi trong tỉnh vào ngày mai. Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Trung tâm thành phố Quảng Ngãi, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt. Thị xã Đức Phổ, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Thị trấn Ba Tơ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt. Lý Sơn, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Chuyển sang thời tiết các khu vực trên cả nước. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay ngày 30 tháng 6, khu vực từ Thanh Hóa đến Ninh Thuận có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến từ 35 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Dự báo từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7, Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55 đến 60%. Ngày 2 tháng 7, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55 đến 60%. Trung Bộ, nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 đến 55%. Trong đợt nắng nóng này, nhiệt độ tại Hà Nội cao nhất là 38 độ C vào ngày 30 tháng 6 và 1 tháng 7. Nắng nóng gay gắt xuất hiện. Về chiều tối có thể xuất hiện dông nhiệt, người dân cần đề phòng. Đến ngày 3 tháng 7, nhiệt độ cao nhất tại khu vực này chỉ còn 34 độ C do sự xuất hiện của mưa dông. Cơ quan khí tượng dự báo, nắng nóng ở Đồng bằng Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 2 tháng 7. Ở Trung Bộ còn khả năng kéo dài trong nhiều ngày nữa. Từ ngày 3 tháng 7, nắng nóng dịu dần ở phía Bắc khu vực này. Bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi đến đây là kết thúc. Kính chào, tạm biệt quý vị.